Xin kính chào quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Phong thủy gia cát, và thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau, và thậm chí với mỗi một người thì cũng có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc đời. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất, nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ trả hết nợ nần. Vì cứ trả hết cái này lại có cái khác xuất hiện, tiền bạc lúc nào cũng luôn là vấn đề khiến cho những người này phải đau đầu. Nhưng mà quý vị gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 yên tâm, đó chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Chỉ nhất định trong tháng 6 âm lịch này thế nào bạn cũng trả hết sạch nợ nần, chẳng còn phải đau đầu giống như là chúng. Chẳng còn phải đau đầu vì tiền giống như là trước đó nữa, nợ mấy cũng trả hết, đã thấy lại còn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang phú quý và dư giả về tiền bạc trong tháng 6 âm lịch này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phần đầy nhà. Tuổi Nhâm Ngọ tháng 6 âm lịch được giới tinh chi tử vi học dự báo nợ nần bao nhiêu cũng trả sạch, đổi vận giàu sang nhờ có phúc phận đầy bất ngờ. Và trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chi tiết, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải chi tiết đến từ thầy Gia Cát dành cho tất cả quý vị tuổi 2002. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Nhâm Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Nhâm Ngọ, họ sinh ra để gánh vác công việc cực khổ. Họ là người không bao giờ thừa nhận thất bại, họ chiến đấu đến cùng chỉ cần bản thân mình còn có thể. Không hành động thì thôi, người tuổi Nhâm Ngọ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Tháng này rất có lợi cho công việc, học tập của quý vị gia chủ tuổi Nhâm Ngọ. Mọi mưu sự toan tính đều dễ dàng thực hiện, mọi việc khó khăn đều có người giúp nên dễ dàng vượt qua. Vì thế cần tập trung cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Trong tháng 6 âm lịch, người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 có nhiều cơ hội được cải thiện thành tích, đạt được số điểm khá quan trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn và không nên lười biếng, đồng thời sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết tận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ thụt lùi hơn so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Về tình cảm, vì đang trong độ tuổi mộng mơ nên con giáp này dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học tập, khiến cha mẹ thầy cô không hài lòng. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Giao tiếp với thầy cô bạn bè cần chú ý kẻo làm mất lòng mọi người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy có nhiều bạn đạt được thành tích tốt, có sự tiến bộ trong việc học tập. Nhưng bên cạnh đó, những bạn vẫn còn lười biếng và chệch mạng, không tách biệt thời gian học tập và thời gian cho sở thích cá nhân. Cạnh tranh trong việc học tập cũng tăng lên và bạn thường sẽ vì vấn đề điểm số thua kém người khác mà muộn phiền. Ở độ tuổi này, cảm xúc thay đổi thất thường, thường hay mất tập trung và phân tán sự chú ý, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài nên thành tích học tập thường không ổn định, thậm chí là có dấu hiệu đi xuống. Với những người đã đi làm hoặc là bắt đầu đi làm thêm, môi trường mới khiến cho bạn phải khá vất vả mới thích nghi được. Hãy làm việc thật chăm chỉ, cầu tiến, tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn ở phía trước. Vào giai đoạn này, người lớn, đặc biệt là các bậc cha mẹ và thầy cô đóng vai trò rất quan trọng trong mọi việc điều chỉnh và định hướng con trẻ, tránh tình trạng đòi hỏi, những thói hư tật xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển của tương lai. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vấn đề tài chính của những người tuổi Nhâm Ngọ về cơ bản vẫn được gia đình đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ phải chi tiêu một khoản không nhỏ cho sở thích cá nhân và thấy rằng tiền tiêu vặt là không đủ, từ đó suy nghĩ tự mình kiếm thêm tiền từ các công việc tạm thời. Điều này phụ thuộc vào khả năng, cũng như là sự học hỏi và cả sự cho phép từ phía gia đình. Bạn nên tham khảo ý kiến của cha mẹ trước khi quyết định vấn đề.
Với những người đã đi làm, tháng này tài lộc có vẻ không được như ý. Công việc tuy vất vả hơn nhưng bạn lại không đạt được mức lương thưởng như là mong muốn. Mức chi tiêu nhiều hơn là mức thu, dẫn đến việc thiếu hụt về tài chính, phải vay mượn để chi trả thêm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của con giáp này không có điều gì đáng lo ngại. Vì đang trong độ tuổi mới lớn cho nên cần phải chú ý nạp đầy đủ dưỡng chất, sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục thường xuyên để cơ thể phát triển tốt. Vấn đề ăn uống cũng cần phải để tâm, hạn chế ăn uống theo sở thích. Nhất là những thức ăn đường phố rất dễ bị ngộ độc thực phẩm hoặc mắc các chứng bệnh về dạ dày. Các quý vị gia chủ nhâm ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi nhâm ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này đào hoa khởi sắc giúp cho những người tuổi nhâm ngọ kết giao được với rất nhiều bạn bè mới, mở rộng mối quan hệ. Một số bạn bắt đầu nảy sinh tình cảm khác giới, ít nhiều ảnh hưởng tới học hành. Nhưng vì độ tuổi đang lớn cho nên cái tôi khá cao, bạn có thể tỏ ra khó chịu với sự can thiệp từ đồng nghiệp và các mối quan hệ gia đình của mình. Cần phải tỉnh táo để nhìn ra đâu là mối quan hệ tốt của mình mà mình nên duy trì, đâu là mối quan hệ độc hại mà chúng ta cần phải tránh xa để không gây ảnh hưởng tới tương lai. Hơn nữa, cha mẹ là người đi trước sẽ có cái nhìn tinh tường để hiểu lòng người tốt xấu ra sao. Bạn nên lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn để thay đổi. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Đối với những người tuổi nhâm ngọ, trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 6 năm 2022, tức ngày 10 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 6 năm 2022, tức ngày 22 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Tý, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi nhâm ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi nhâm ngọ trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 6 năm 2022, tức ngày 5 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 6 năm 2022, tức ngày 17 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Mùi, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn, hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của quý vị gia chủ tuổi sinh năm 2002 trong tháng 6 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch hứa hẹn về tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm, theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.